Sau khi khỏi COVID-19, nhiều người dân bị lo lắng trong thời gian mắc bệnh, virus tấn công vào phổi gây ảnh hưởng lâu dài cho sức khỏe, nên đã tìm mua và sử dụng các sản phẩm được quảng cáo là có tác dụng bồi bổ, thanh lọc phổi. Cũng từ nhu cầu này, trên các trang mạng xã hội, một số hiệu thuốc, các sản phẩm kể trên được bán tràn lan với nhiều công dụng và có giá khá đắt đỏ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo lọc phổi bằng thuốc là điều không thể. Việc tự ý sử dụng còn có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Lo lắng sau khi mắc COVID-19 có thể ảnh hưởng đến chức năng phổi. Gần 3 tháng nay, chị Ngọc vẫn kiên trì uống các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng thanh lọc phổi được mọi người mách bảo. Uống cũng phải khoảng 2-3 tháng rồi mà chả biết là có công dụng gì không, nhưng cứ uống cho an tâm ấy. Ai mách gì cũng mua mà cũng có rẻ gì đâu. Tất cả chỗ này cũng mỗi lọ phải gần 500.000 một lọ đấy. Tại một số cửa hàng bán sản phẩm xách tay, các sản phẩm bổ phổi được bày bán khá nhiều. Nhiều người bán hàng giới thiệu đây là sản phẩm của Nhật, bán chạy nhất hiện nay. Mà gần như không có hàng mà bán luôn ấy. Tại vì đời này nó cháy hay thì quá nhiều người bị xong rồi. Bên Nhật nó cũng không có về kịp ấy. Ví dụ như mình bị Covid xong thì uống cái lọc phổi này cực kỳ tốt luôn. Đó. Như hai bé nhà mình được đấy, mình cho uống gần như không hề bị ho hàng gì cả. Trong khi đó, tại một số bệnh viện, các bác sĩ cho biết khoảng 80% bệnh nhân trong khi mắc COVID-19 đều tự ý sử dụng các sản phẩm bổ phổi, bổ phế, thanh lọc phổi. Sau khi khỏi bệnh, nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng. Họ chỉ đến bệnh viện khám hậu COVID khi thấy các sản phẩm trên không có tác dụng hoặc có các triệu chứng nặng hơn. Thông thường thì bệnh nhân thường là tự ý sử dụng trước khi họ đến bác sĩ. Tức là trong giai đoạn COVID thì họ cũng đã sử dụng những cái sản phẩm được gắn mác là bổ phổi hoặc là bổ phế hoặc là thanh lọc phổi. Thế còn sau COVID thì họ cũng thường vẫn tiếp tục đang sử dụng những cái sản phẩm như vậy. Và họ chỉ đến với bác sĩ khi mà họ dùng những cái sản phẩm đấy tỏ ra không có tác dụng hoặc có những cái triệu chứng nó nặng hơn thì họ thường đến. Và ở đây phòng khám hậu COVID đã nhận thấy đa phần phải trên 80% bệnh nhân đều dùng các cái sản phẩm có những gắn nhãn bổ phổi, bổ phế hoặc là thanh lọc phổi. Thì dĩ nhiên là dùng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ thì nó luôn tiềm tàng những cái nguy cơ đến với sức khỏe của chính bản thân người sử dụng. Thứ hai là những cái chi phí nó phát sinh không cần thiết sau COVID-19. Lượng bệnh nhân đến khám vì có nhiễm COVID-19 kéo dài thì cũng tương đối đông và cũng rất nhiều người bệnh xin bác sĩ tư vấn về các cái sản phẩm bổ phổi và thanh lọc phổi như trên mạng xã hội đã xuất hiện thì bác sĩ đều khuyên là không nên sử dụng. Đấy, bởi vì cái này là không có trong Bộ Y tế. Đặc biệt, các bác sĩ cho biết lọc phổi bằng thuốc là không thể. Chính tâm lý hoang mang, lo lắng về di chứng hậu COVID-19 của một bộ phận người dân đã khiến cho các sản phẩm thực phẩm chức năng thông thường được thần thánh hóa. Sử dụng các cái sản phẩm bổ phổi hoặc thanh lọc phổi được truyền miệng qua nhau qua mạng xã hội hoặc là qua bạn bè thì rất là nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì các cái sản phẩm này là không đảm bảo về chất lượng, không rõ nguồn gốc. Và trong khi người bệnh sử dụng thì có thể ảnh hưởng đến chức năng gan, thận và nặng, có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Tất cả những cái thuốc mà đang rao bán trên mạng là có tác dụng bổ phổi, thực chất nó không phải là cái thuốc để bổ phổi hay làm sạch phổi gì cả, mà là những cái thực phẩm chức năng hoặc là những cái vitamin tổng hợp có tác dụng, một số cái thuốc nó có thể có tác dụng bảo vệ cái niêm mạc phổi. Tuy nhiên là những cái thuốc đấy thì thực sự nó không có bằng chứng gì cả cho việc là điều trị cho cái hậu COVID. Các bác sĩ khuyến cáo, thay vì tìm đến các loại thuốc thanh lọc phổi, người dân sau khi mắc COVID-19 nên tập thở, vệ sinh miệng, họng đúng cách, ăn uống đầy đủ chất, tập thể dục nhẹ nhàng để hồi phục sức khỏe. Khi có những dấu hiệu bất thường, nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn điều trị.